là Duy bên máy móc Việt Nam. Thì chiều nay mình có dịp giới thiệu cho khách hàng cái máy cưa xăng của Honda anh em. Thì hôm nay mình xin làm luôn video để giới thiệu cho anh em về cái dòng sản phẩm, các dòng sản phẩm của Honda. Đây là con máy cưa xăng của Honda anh em ha. Cái lam này 5 tấc. Con này thì nó ở phân khúc là cao cấp và có nhà máy sản xuất của Honda, sản xuất theo công nghệ của Nhật Bản. Thì anh em cũng biết rồi, những sản phẩm nào mà được chuyển giao từ công nghệ Nhật Bản thì chắc chắn thêm một dòng sản phẩm rất là ok và chất lượng nha. Và điều đặc biệt là những dòng sản phẩm mà nó có nhà máy sản xuất và nó có nhà máy và công ty mà nó bảo vệ cái thương hiệu của nó thì chắc chắn cái dòng sản phẩm đó rất là chất lượng nha anh em. Đó, thì giờ mình sẽ triển khai cho anh em xem được có tiếng máy cũng như là khả năng làm việc của máy cưa xăng này như thế nào cho anh em nha. Đây à, thì mình nào hồi nãy mình cũng đã thử rồi, mình đã thử test cho khách hàng xem rồi. Giờ nó cũng dễ là khởi động anh em, giờ chỉ cần bật lên là khởi động thôi. Đó, xem thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho máy móc Việt Nam nha. Cảm ơn em.